Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Để đưa viên đạn đến mục tiêu và phát huy sức mạnh của vũ khí, cần có năng lượng mạnh, sản sinh từ thuốc phóng, thuốc nổ. Đây cũng là lĩnh vực nghiên cứu sản xuất mang tính đặc thù, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và nguy cơ mất an toàn cao. Hướng tới mục tiêu làm chủ được công nghệ sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế, đòi hỏi những người lính tại Viện Nghiên cứu Thuốc phóng, Thuốc nổ và nhà máy Z-195, những đơn vị chủ lực của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, sự nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu, khai thác trang thiết bị, dây chuyền hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, độ an toàn cao, góp phần nâng cao tiềm lực công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới. Nhiệm vụ của cái thuốc phóng là đưa cái đầu đạn đến mục tiêu. Còn đối với thuốc nổ thì nhiệm vụ nó khi mà đầu đạn đến mục tiêu rồi, phá hủy các công trình rồi là các cái phương tiện. Đối với sản phẩm thuốc phóng thuốc nổ thì chất lượng và an toàn này, nó là một yêu cầu tiên quyết. Đi vào nghiên cứu thuốc phóng thuốc nổ này mình phải dấn thân. Tại vì đây là một cái lĩnh vực mà nguy hiểm, nguy cơ. Đấy, sơ sẩy nó mất an toàn. Để làm chủ được các mác thuốc phóng thuốc nổ đó thì chúng tôi phải đi từ đầu, bởi vì không có tài liệu về các mác thuốc phóng này, chúng tôi phải đi nghiên cứu thử nghiệm rất nhiều đơn mác thành phần. Tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng là những tiêu chí để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và các năm tiếp theo. Với những định hướng mục tiêu được xác định cụ thể, công nghiệp quốc phòng Việt Nam thời gian qua đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nâng cao năng lực sửa chữa, sản xuất được nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta. Trong đó, sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, lĩnh vực đặc thù của công nghiệp quốc phòng gắn liền với nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, đạn dược, bom mìn đã có bước phát triển vững chắc. Sự phát triển đó được thể hiện không chỉ ở danh mục các sản phẩm đa dạng mà còn ở năng lực tự chủ từ khâu nghiên cứu sản phẩm mới tới việc hình thành các dây chuyền sản xuất khép kín. Đặc biệt là năng lực làm chủ những công nghệ cốt lõi, tạo ra những sản phẩm thuốc phóng, thuốc nổ, phục vụ quốc phòng và kinh tế đạt chất lượng ổn định. Là đơn vị chủ lực của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, nhà máy Z-195 đã tập trung mọi nguồn lực, tiếp thu công nghệ sản xuất do đối tác nước ngoài chuyển giao, đồng thời chủ động nghiên cứu, vươn lên, làm chủ công nghệ tiên tiến, sản xuất thành công nhiều loại thuốc phóng, thuốc nổ mạnh quân sự, đáp ứng yêu cầu sửa chữa sản xuất vũ khí đạn dược của quân đội. Xu hướng chung là người ta làm tăng cái uy lực của cái thuốc phóng và thuốc nổ cùng một cái khối lượng, nhưng cái uy lực của nó được tăng lên, thì đấy là cái mà đặt ra nhiệm vụ cho cái lĩnh vực sản xuất thuốc phóng nổ, phải đáp ứng được các yêu cầu về tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí thế hệ mới, vũ khí hiện đại. Với quan điểm chủ trương của nhà máy, khi các cán bộ trẻ về là sẽ đi thực tế ở các phân xưởng 6 tháng đến 1 năm để nắm bắt thêm được về cái thực tế, sau đó từ các thực tế đấy áp dụng vào kiến thức đã học được, xong từ chúng ta thì các cán bộ trẻ sẽ có những cái ý tưởng, những cái sáng kiến, thì những cái việc để làm được những cái đấy thì đòi hỏi cái sự say mê, sự cống hiến sức trẻ của cán bộ trẻ rất là lớn. Thuốc phóng, thuốc nổ là nguyên liệu cơ bản không thể thiếu trong bất kỳ loại vũ khí nào. Tuy nhiên, đây lại là lĩnh vực nghiên cứu sản xuất đặc thù, nên nguồn tài liệu, công nghệ chế tạo khá hạn chế. Đây cũng là những thách thức không nhỏ đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên trong tòa nhà máy Z-195. Với mục tiêu được xác định cụ thể theo từng lộ trình, cùng định hướng đúng đắn trong xây dựng nguồn nhân lực, đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại mang tính lưỡng dụng, nhà máy Z-195 không chỉ làm chủ công nghệ sản xuất được chuyển giao, đồng thời đã kết nối thành công các dây chuyền công nghệ
sản xuất ở nhiều công đoạn, thành một dây chuyền đồng bộ sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, bảo đảm yêu cầu cao về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm. Theo đó, từ vài mác sản phẩm ban đầu, đến nay đơn vị đã tự chủ nghiên cứu, phát triển sản xuất được hàng chục mác sản phẩm thuốc phóng, thuốc nổ quân sự khác nhau, bảo đảm yêu cầu cao về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm. Nhà máy Z195 thì nó có hai cái nhánh đặc thù, thứ nhất là sản xuất thuốc phóng, thứ hai là sản xuất thuốc nổ. Đối với cái sản xuất thuốc nổ thì cái quá trình công nghệ của nó gồm có các bước và trong đấy là xảy ra các cái phản ứng hóa học và chúng ta sẽ thu được cái sản phẩm cuối của cái công nghệ. Còn riêng đối với quá trình sản xuất thuốc phóng thì đây có thể nói là một cái công nghệ sản xuất khá là phức tạp và khó, nó trải ra qua nhiều cái công đoạn. Ở trong mỗi công đoạn đấy thì nó lại diễn ra các cái quá trình hóa lý mà chúng ta phải kiểm soát nó rất là khó mới để đạt được cái yêu cầu kỹ thuật. Để sản xuất ra sản phẩm thuốc phóng, đòi hỏi quy trình sản xuất phức tạp với nhiều công đoạn khác nhau. Căn cứ vào thành phần trong thuốc, thuốc phóng được phân loại thành nhiều loại khác nhau như thuốc một gốc, hai gốc, ba gốc hay thuốc nhiều gốc. Với mỗi một mác sản phẩm thuốc phóng, sẽ có quy trình sản xuất riêng từ đơn thành phần đến thông số công nghệ, tỷ lệ thành phần phối trộn khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung ở mỗi công đoạn đều đòi hỏi đội ngũ cán bộ công nhân tính cẩn thận tỉ mỉ trong từng thao tác. Thuốc phóng được phân loại theo nhiều dạng khác nhau, do vậy ở công đoạn ép và định hình sản phẩm giữ vai trò quan trọng, đòi hỏi những người công nhân trình độ chuyên môn, tay nghề cao khi thực hiện. Để sản xuất thuốc phóng một gốc thì trải qua rất nhiều quy trình công nghệ, nó có tính chất phức tạp khác nhau. Thì công đoạn quan trọng nhất là công đoạn ép định hình. Tại vì tại công đoạn này thì thuốc phóng sẽ có một cái hình dạng nhất định và một cái đặc tính kỹ thuật sử dụng cho các loại vũ khí cụ thể. Trước khi xuất xưởng cho các đơn vị tổng lắp đạn trong Tổng cục Quốc phòng thì thuốc phóng phải được kiểm tra đạt các chỉ tiêu về hóa lý, về kích thước hình học cũng như chỉ tiêu chiến kỹ thuật của đạn. Bảo đảm về chỉ tiêu thuật phóng và độ an định hóa học. Đây là hai chỉ tiêu tính năng quan trọng nhất đối với sản phẩm thuốc phóng. Chỉ tiêu thuật phóng của thuốc phóng giữ vai trò quyết định đến tính năng kỹ chiến thuật của đạn. Còn độ an định hóa học sẽ quyết định chất lượng, tuổi thọ của thuốc phóng cũng là tuổi thọ của đạn. Trang bị công nghệ theo hướng tự động hóa, tăng độ chính xác nhằm từng bước hạn chế lao động thủ công, giảm sự tiếp xúc của người lao động với các yếu tố nguy hiểm độc hại là một trong những nội dung chính của dự án đầu tư chiều sâu công nghệ được nhà máy Z195 tập trung triển khai trong thời gian qua. Theo đó, các phân xưởng của nhà máy đã được trang bị hệ thống các trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm tăng độ chính xác và chất lượng tại các khâu, chặng trong quy trình sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng tại các phân xưởng đã được xây dựng đồng bộ, mua mới và sửa chữa trang thiết bị, nâng cao năng lực đối với dây chuyền hiện có. Một số phân xưởng đã tiếp nhận xong dây chuyền mới, đồng bộ hiện đại của đối tác nước ngoài, đáp ứng tốt yêu cầu chỉ tiêu kỹ chiến thuật, chất lượng thuốc phóng, thuốc nổ trước khi đưa vào thực hiện nhiệm vụ. Khi chúng ta làm chủ hệ thống nguồn gốc tuần hoàn thì chúng ta dần dần sản xuất tiếp được cái sản phẩm có nguồn gốc thuần hóa khác và từ đấy chúng ta là tự chủ được nguồn thuốc phóng trong nước. Tức là khi nghiên cứu ra sản phẩm mới để đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân viên nhà máy Z195 nói riêng và ngành công nghiệp quốc phòng nói chung. Do tính chất đặc thù của sản phẩm thuốc phóng, thuốc nổ tiềm ẩn nhiều yếu tố độc hại nguy hiểm, vì vậy công tác bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường luôn được nhà máy đặc biệt quan tâm và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, đơn vị đã tập trung nguồn lực, đầu tư nâng cấp, sửa chữa các dây chuyền sản xuất theo hướng hiện đại, khép kín, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động có chuyên môn kỹ thuật tốt, có kỹ năng và kinh nghiệm trong sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ. Yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên của chúng tôi thì cái yêu cầu trước mắt là đó là trình độ kỹ năng nghề. Thứ hai ấy là trong công tác sản xuất phải đảm bảo tuyệt đối về công tác an toàn.
an toàn là phải đặt lên hàng đầu trong công tác ấy, và tất cả các cán bộ công nhân viên trong xưởng đều được trải qua quá trình là huấn luyện đào tạo mà bài bản, trong đó là lúc đó mới được đưa vào để còn vận hành và sản xuất. Tại phòng điều khiển trung tâm của dây chuyền sản xuất thuốc nổ Hexogen, với hệ thống các camera được trang bị cùng các cảm biến nhiệt độ, lưu lượng, áp suất, mức chất lỏng, tốc độ khuấy, giúp cho người vận hành có thể quan sát toàn bộ quá trình vận hành của dây chuyền, đồng thời có khả năng kích hoạt hệ thống cảnh báo khi có sự cố xảy ra. Dây chuyền này thì nó là cái mang tính chất là nguy hiểm cao. Thế nên là việc dám về cái quy trình công nghệ là đều các thiết bị đều có cái cảnh báo về để duy trì các cái công nghệ để đảm bảo an toàn, thì trên các thiết bị điều hóa đây thì nó sẽ có các cái cảm biến nhiệt độ, các cái để quá trình khi mà sản xuất mà nó, cái nhiệt độ nó có thể quá cái cho phép thì có thể nó sẽ dẫn đến là nó sẽ xả khẩn cấp ngay để đảm bảo an toàn. Thì trên cái nhiệt độ này thì nó sẽ có những cái đặt theo cái thông số của dây chuyền và yêu cầu công nghệ đặt, thì chúng tôi là người vận hành thì sẽ thường xuyên giám sát và bám theo cái nhiệt độ đó để duy trì. Với cái đặc thù của nhà máy trọng chiến 5, nhà máy hóa chất đặc thù nguy hiểm, thì chúng và các dây chuyền và các cái chuyên gia nước ngoài người ta chuyển giao, thì chúng tôi cũng đang dần dần tự động hóa áp dụng cái công nghệ 4.0 vào và áp dụng công nghệ tự động hóa từng phần để chúng tôi có thể là gì, là khi có sự cố xảy ra chúng tôi có thể cách ly hoàn toàn cái phần ra để không ảnh hưởng các phần khác của dây chuyền, và dây chuyền có thể là đảm bảo an toàn ở những phần khác. Một số các cái công đoạn chúng tôi đã có cái bổ sung các cái camera giám sát từ xa để hạn chế người công nhân vào, rồi là cơ giới hóa, tự động hóa các một số các nguyên công thủ công có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn của chúng tôi. Hai nữa là chúng tôi đã có một số các cái hệ thống mà là về để đảm bảo an toàn với môi trường. Để đạt được mục tiêu tới năm 2025, nhà máy có đủ năng lực sản xuất được nhiều mác sản phẩm thuốc phóng thuốc nổ quân sự mạnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất, sửa chữa đạn dược và tiến tới xuất khẩu một số sản phẩm thuốc nổ công nghiệp. Việc nâng cấp, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị trên các dây chuyền sản xuất là nhu cầu cấp thiết đối với Z195. Bên cạnh đó, nhà máy cũng đã chủ động phối hợp với các viện chuyên ngành, cơ sở đào tạo trong và ngoài quân đội để triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nhằm làm chủ các loại thuốc phóng, thuốc nổ mới được xem là giải pháp quan trọng. Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ với Viện Thuốc phóng, Thuốc nổ, cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu về lĩnh vực đặc thù này trong thời gian qua đã đem lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng Việt Nam. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lại các cái viện, các cái trường trong và ngoài quân đội, như ví dụ như là Viện Thuốc phóng, Thuốc nổ, nghiên cứu công nghệ mới chế tạo các cái sản phẩm. Đối với lại nội bộ trong nhà máy thì chúng tôi giao nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên, đặc biệt là cái cán bộ kỹ thuật có các cái thực hiện triển khai các đề tài nhiệm vụ khoa công nghệ về nghiên cứu chế thử chế tạo cái sản phẩm thuốc phóng, thuốc nổ mới. Hiện nay cơ bản chúng ta đã làm chủ được cái công nghệ chế tạo được các loại thuốc phóng, thuốc nổ. Ngoài các nhiệm vụ trong quốc phòng, chúng tôi đã triển khai sản xuất kinh tế, nghiên cứu được các loại thuốc nổ cho khai thác khoáng sản. Sản phẩm tạo ra phải đạt được các tính năng, phải thân thiện môi trường. Tại vì đây là các cái quy định, và tiến tới là các quy định Bộ Công Thương là hạn chế sử dụng thuốc nổ có dùng TNT và sử dụng các chuyển sang cái thuốc nổ nhũ tương có thân thiện môi trường. Đấy là những cái mà theo các quy định đã đưa ra. Hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu thuốc phóng, thuốc nổ ở nước ta đang trong quá trình xây dựng và phát triển. Do tính chất đặc thù của lĩnh vực nghiên cứu gắn liền với vũ khí, trang bị, nên các nước hầu như không chuyển giao những bí quyết, công nghệ cho các nước khác. Đây cũng là những khó khăn, thách thức đặt ra cho những người lính tại Viện Thuốc phóng, Thuốc nổ. Bám sát yêu cầu thực tiễn, trang bị của quân đội, các đề tài nghiên cứu sản xuất của Viện Thuốc phóng, Thuốc nổ những năm qua đều tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm thuộc các chương trình đề tài các cấp, đồng thời giải quyết những vướng mắc về kỹ thuật trong các dự án đầu tư
chuyển giao công nghệ, nghiên cứu thành công hàng chục mác thuốc phóng thuốc nổ. Nhiều trong số đó đã được chuyển giao công nghệ cho các nhà máy, đơn vị trong tổng cục, kịp thời bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong toàn quân. Cùng với nghiên cứu, chế tạo các mác sản phẩm mới, Viện cũng đã đầu tư hệ thống các trang thiết bị hiện đại nhằm kiểm định, phân tích kích thước, chỉ tiêu kỹ chiến thuật của các sản phẩm vật liệu nổ, bảo đảm khách quan, nhanh chóng và kịp thời. Trong những năm vừa qua thì trung tâm cũng đã được đầu tư cơ bản là các cái trang thiết bị cũng tương đối là hiện đại, đặc biệt là các cái thiết bị mới, ví dụ như là thiết bị quay camera tốc độ cao và các cái thiết bị phân tích ICP và một số cái thiết bị khác phục vụ đắc lực cho cái công tác đo đạc kiểm định chất lượng của các cái sản phẩm nghiên cứu của viện. Đây là một bước rất là quan trọng, khẳng định năng lực của trung tâm cũng như là của Viện Thuốc Phóng Nổ trong phân tích, đánh giá chất lượng của sản phẩm. Trong cái quá trình làm để điều chỉnh ra đường sản phẩm cuối cùng sản xuất hàng loạt thì phải đi qua rất nhiều bước và trung tâm phải đứng ở mỗi trạng đó kiểm tra và để đạt yêu cầu thì mới được chuyển sang cái trạng tiếp theo. Thì đặc biệt là trong khâu cuối đó sản xuất hàng loạt thì công tác kiểm soát phải rất là chặt chẽ. Bởi vì khi mà sản xuất ra một lượng lớn như thế, nếu như mà sai sót mà đưa vào đạn dược bắn không đúng, không đạt kết quả thì đấy là một cái sự lãng phí rất lớn. Thì công tác kiểm tra về thuật phóng, các cái chỉ tiêu khác cũng như chỉ tiêu về kích thước của thuốc phóng cũng đều rất là quan trọng. Bên cạnh các trang thiết bị được đầu tư, đội ngũ cán bộ kỹ thuật luôn là những hạt nhân đi đầu trong phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tối ưu hóa quá trình giám định chất lượng theo hướng rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác khi thực hiện nhiệm vụ. Xuất phát từ thực tiễn, quay trở lại phục vụ thực tiễn, phương châm ấy được hiện hữu trong nhiều đề tài sáng kiến hiện đang được đưa vào ứng dụng trong hoạt động nhiệm vụ tại đây. Như với thiết bị, nghiên cứu cải tiến kính hiển vi quang học và thiết kế phần mềm xử lý ảnh kỹ thuật số nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác của phép đo kích thước hình học thuốc phóng của Thiếu tá Vũ Tiến Công khi đưa vào hoạt động trong thực tế đã góp phần nâng cao hiệu suất đo đạc, tăng độ chính xác của phép đo kích thước ở nhiều mác thuốc phóng khác nhau. Bởi vì mỗi mẫu thuốc phóng phải đo thuốc viên chẳng hạn, phải đo theo đúng tiêu chuẩn từ 50 đến 100 viên. Đó thì để chuẩn bị cái thuốc phóng đấy thì người thử nghiệm phải chuẩn bị cả ngày. Và thứ hai, phương pháp đo trước đây thì phải đo trực tiếp thì cái thao tác đó thì rất là chậm và một ngày thì đo cố gắng lắm thì được một mẫu, thậm chí phải kéo dài 2 ngày thì mới đo được một mẫu. Theo tôi đã đưa ra cái giải pháp để đưa vào máy tính, thứ nhất là để lưu lại được kết quả, thứ hai là thực hiện nó dễ dàng hơn và thứ ba là mình nâng cái hiệu suất của quá trình đo lên. Hiện tại bây giờ một ngày có thể đo được 3 đến 4 mẫu. Với chủ trương ươm mầm công nghệ làm động lực phát triển, đội ngũ cán bộ kỹ sư của viện thường xuyên được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trong môi trường thực tế. Nhiều cán bộ đã trưởng thành, trở thành trụ cột trong nghiên cứu các lĩnh vực chuyên sâu. Nhân tố con người cũng là yếu tố quyết định để đơn vị nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ, mở rộng hướng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm vật liệu nổ, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế. Một số sản phẩm thuốc nổ của viện hiện đã hoàn toàn làm chủ công nghệ sản xuất và được đánh giá cao như thuốc nổ nhũ tương, khối mồi nổ năng lượng cao. Điều đặc biệt, các dây chuyền sản xuất những sản phẩm này đều do viện tự nghiên cứu chế tạo. Như với dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương tự động hóa hiện đang được đưa vào ứng dụng tại xí nghiệp vật liệu nổ, cho thấy sự chủ động vươn lên làm chủ khoa học của những người lính nơi đây. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đầu vào cho đến khâu đóng gói sản phẩm thì có nhiều cái công đoạn thì được tự động hóa cao, môi trường làm việc của người lao động nó đảm bảo hơn, sạch sẽ hơn và đặc biệt cái là chất lượng sản phẩm được tốt hơn. Sản phẩm thuốc nổ TLV1E của viện sản xuất thì đáp ứng được đầy đủ các yếu tố tính năng kỹ thuật của thị trường và đối với dây chuyền do viện nghiên cứu thiết kế chế tạo này thì các cái quá trình bảo dưỡng hỏng hóc rất là thuận lợi và nó đơn giản hơn nhiều.
thuốc nổ là sản phẩm rất quan trọng, có ứng dụng nhiều trong quân sự như sản xuất vũ khí đạn dược và cả dân sự như khai thác khoáng sản, giao thông, xây dựng. Sản phẩm đặc thù này yêu cầu độ an toàn cao và sẽ tiêu hao rất nhiều trong quá trình sử dụng. Với việc đưa vào ứng dụng dây chuyền tự động hóa trong sản xuất thuốc nổ nhũ tương, viện đã sản xuất thành công các loại thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm, lò và thuốc nổ nhũ tương rời dùng cho các mỏ lộ thiên. Sản xuất thuốc nổ sạch, sử dụng tốt trong môi trường nước, thân thiện với môi trường cũng là mục tiêu của viện trong nghiên cứu sản xuất thuốc nổ công nghiệp trong thời gian tới. Chất lượng sản phẩm thì chúng ta phải nghiên cứu đổi mới, tạo ra các đơn thành phần để làm sao là ổn định, tạo ra được cái sức công phá lớn. Trong đó là phải đảm bảo độ an toàn của thuốc và thứ hai là sử dụng khai thác được tất cả ở các cái môi trường khoáng sản là có đất đá cứng khác nhau, cái thuốc nổ là phải không bụi. Đấy là những cái mà chúng ta cũng phải tiến tới là để cải tiến và chúng ta nghiên cứu được các cái sản phẩm thuốc nổ để phục vụ kinh tế quân dân. Cùng với dây chuyền thuốc nổ nhũ tương, dây chuyền sản xuất mồi nổ theo hướng tự động hóa cũng đang được đưa vào sản xuất tại xí nghiệp vật liệu nổ với quy mô công suất đạt hơn 1 triệu mồi mỗi năm. Đây là dự án nghiên cứu do thiếu tá tiến sĩ trẻ Hoàng Anh làm chủ nhiệm. Trước đó cũng đã đúc dây chuyền điện thao tác hoàn toàn thủ công, nghĩa là công nhân phải rót trực tiếp nổ vào mồi nổ khối mồi nổ. Sau khi thực hiện dự án này, chúng tôi đã thay thế toàn bộ công đoạn đúc thủ công bằng đúc tự động. Thiết bị được đặt ở khoang riêng, cách biệt hoàn toàn với công nhân, đảm bảo an toàn. Ngoài ra công nhân không tiếp xúc trực tiếp với thuốc nổ, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi đã thử nghiệm rất nhiều phương án mới đưa ra được sản phẩm cuối cùng như hiện hoạt động hiện tại, từ sản phẩm nhỏ trong phòng thí nghiệm đến các sản phẩm thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình nghiên cứu sinh ở Liên bang Nga, thiếu tá Hoàng Anh về công tác tại Viện Thuốc phóng thuốc nổ theo chủ trương thu hút nhân tài của đơn vị. Chỉ trong thời gian ngắn, công nghệ sản xuất mồi nổ đã được thiếu tá Hoàng Anh cùng đồng nghiệp nghiên cứu hoàn thiện với hệ thống dây chuyền sản xuất khép kín hiện đại trên nhiều khâu, phối trộn nguyên vật liệu, đúc tháo khuôn mồi nổ, đóng gói hoàn chỉnh sản phẩm và đưa vào sử dụng. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã làm chủ công nghệ, thiết kế chế tạo, lắp đặt hệ đúc tự động và các hệ thống phụ trợ trên dây chuyền, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa người lao động với vật liệu nổ, giảm độc hại, giảm nguy cơ mất an toàn. Khó nhất khi chế tạo ra thiết bị đúc này đó là đặc tính của hỗn hợp thuốc nổ trong đó. Hỗn hợp thuốc nổ TNT có một đặc tính là sẽ đông đặc rất là nhanh, sẽ đóng rắn ngay lập tức. Và khi đóng rắn nó sẽ có xảy ra hiện tượng co ngót dẫn đến là giảm chất lượng sản phẩm. Chúng tôi phải tìm ra phương án đúc. Chúng tôi sử dụng phương án đó là đúc dưới áp suất. Có nghĩa là khi thuốc nổ được nạp vào trong thiết bị sẽ được nén dưới một áp suất nhất định và đảm bảo trong lòng khối mồi nổ sẽ không có khoảng trống, là không đảm bảo bù cái khoảng, không có xuất hiện vết nứt hay co ngót của sản phẩm gây giảm chất lượng sản phẩm. Với sự tự động hóa của dây chuyền đã giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm mồi nổ do viện sản xuất. Đây cũng là sản phẩm mũi nhọn trong phát triển kinh tế của đơn vị và được sử dụng rộng rãi trong nhiều đơn vị quốc phòng và kinh tế. Thành công của các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cũng là minh chứng về định hướng đúng đắn trong phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ tại viện. Đây cũng là nền tảng để viện tiếp tục phát triển những công trình nghiên cứu khoa học bám sát thực tế, có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế trong tình hình mới. Vừa nâng cao chất lượng sản xuất thuốc phóng thuốc nổ, vừa bảo đảm làm chủ công nghệ chế tạo vật liệu nổ trong các loại vũ khí mới, tiến tới tự chủ công nghệ sản xuất nhiều mác thuốc phóng thuốc nổ quân sự mới. Đó là những mục tiêu đặt ra cho những người lính tại nhà máy Z-195 cũng như Viện Thuốc phóng thuốc nổ. Vừa nghiên cứu, vừa sản xuất ở lĩnh vực đặc thù,
luôn đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm. Tuy nhiên, bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm và trí tuệ, những người lính nơi đây vẫn luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành nhiệm vụ giữ lửa cho công nghiệp quốc phòng, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030. Chương trình Tạp chí Khoa học Quân sự tuần này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.